Xin chào mọi người, thì em tên là Võ Công Tuấn Lộc, em là học viên lớp Note GS27 của anh Nguyễn Đình Sang. Thì giờ em sẽ quay video để demo lại cái website Đất Vé Xem Phim. Thì thứ nhất đó là cái API đặt vé. Trước tiên thì là API lấy danh sách loại người dùng trước. API lấy danh sách loại người dùng. Lấy danh sách loại người dùng thì kết quả trả về sẽ trả và được loại người dùng và tên loại. Tiếp theo là API đăng nhập. Trước tiên là API đăng ký. API đăng ký thì chúng ta sẽ đăng ký một cái, trước tiên là chúng ta sẽ check validate. Đây là validate. Tiếp theo là chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Thì nếu mà tài khoản đã có thì nó sẽ báo thông báo một cái lỗi là tài khoản hoặc email đã tồn tại. Chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản 99 99. Khi đăng ký thành công thì chúng ta đã trả về cho chúng ta cái trường tài khoản, họ tên, email, số điện thoại, không có trả về cho chúng ta cái trường mật khẩu. Chúng ta check cái sở dữ liệu. Đây, đã tạo được sở dữ liệu của loại người dùng là khách hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đăng nhập. Đăng nhập với tài khoản. Thì đây là một cái tài khoản này là tài khoản đã có sẵn. Đăng nhập. Thì đây chúng trả về cái asset token. Tài khoản, họ tên, email, số điện thoại và loại người dùng. Tiếp theo email, lấy danh sách loại người dùng và lấy danh sách loại người dùng phân trang. Lấy danh sách loại người dùng thì nếu như chúng ta không truyền vào từ khóa thì sẽ trả về cho chúng ta toàn bộ danh sách. Còn nếu chúng ta truyền vào một cái từ khóa thì truyền vào từ khóa, truyền vào cái param là từ khóa thì nó sẽ tìm kiếm những cái tài khoản, những cái người nào có họ tên là Lộc 99. Tiếp theo là lấy danh sách người dùng phân trang. Thì nếu chúng ta không truyền vào tham số thì nó sẽ trả cho chúng ta toàn bộ danh sách. Còn nếu chúng ta truyền vào từ khóa thì nó sẽ trả cho chúng ta người dùng. Còn nếu chúng ta thêm vào phân trang thì đây nó sẽ phân trang cho chúng ta, phân trang dựa vào số trang hiện tại và có bao nhiêu phân tử trên trang. Đây là get user. Get user by thì check hit là cái, nếu mà không truyền vào thì mặc định là trang là trang số 1 và có 20 phần tử trên một trang. Tiếp theo đó là tìm kiếm người dùng và tìm kiếm người dùng phân trang. Tìm kiếm người dùng chúng ta sẽ tìm vào từ khóa. Nếu ta không truyền vào từ khóa thì nó sẽ filter ra toàn bộ danh sách. Chúng ta truyền vào từ khóa thì nó chỉ filter ra đúng cái từ khóa mình muốn tìm. Tiếp theo là tìm kiếm người dùng phân trang thì sẽ truyền vào số trang, số phần tử trên trang và từ khóa. Đây, từ khóa. Số phần tử trên trang là 2 và đây là trang số 1. Tiếp theo là thông tin tài khoản và lấy thông tin người dùng. Thông tin tài khoản và lấy thông tin người dùng. Thông tin tài khoản. Khi chúng ta tuyển vào thông tin tài khoản thì chúng ta sẽ yêu cầu là nhập token bearer. Đây là token bearer. Thì đây chúng ta sẽ request.
Nó sẽ trả cho chúng ta thông tin về tài khoản, họ tên, email, số điện thoại, loại người dùng và thông tin đặt vé. Ở đây chúng ta chưa có đặt vé. Còn lấy thông tin người dùng. Thì nó sẽ trả ra cho chúng ta thông tin tài khoản, họ tên, email, số điện thoại, loại người dùng và thông tin đặt vé. Tiếp theo là thông tin thêm người dùng và cập nhật thông tin người dùng và xóa người dùng. Thêm người dùng. Đây, thêm người dùng. Chức năng thêm thêm người dùng. Ở đây chúng ta thêm một người dùng 05 5. Đây là cái chỉ có admin mới có thể thêm được cái loại người dùng. Thì đây chúng ta thêm một người dùng có loại người dùng một quản trị. Thì sau khi thêm sẽ trả ra chúng ta tài khoản, họ tên, email, số điện thoại và loại người dùng. Tiếp theo đó là cập nhật người dùng và xóa người dùng. Cập nhật người dùng. Cập nhật người dùng thì gì? Chúng ta sẽ truyền vào các trường. Họ tên, email, số điện thoại. Nếu ta không trường thì nó sẽ báo là các trường không bỏ trống. Chúng ta truyền vào các trường thì ở đây nó sẽ bạc cái tốc cần này ra để xem đây có phải là chỉ cái, xem đây người dùng đã tốc cần đã còn hạn hay hết hạn. Nếu còn hạn thì nó sẽ so sánh với cái bảng là tài khoản, nó lấy ra cái thông tin tài khoản để mà so sánh. Chúng ta cập nhật thông tin người dùng. Ở đây chúng ta cập nhật người dùng này. Cập nhật người dùng số 1. Số hồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì trả ra chúng ta dữ liệu. Chúng ta check cơ sở dữ liệu. Đây người dùng số 1. Đây 1246 01. Tiếp theo đó là cập nhật người dùng admin. Thì cập nhật người dùng admin chỉ sử dụng để cho loại người dùng là admin cập nhật. Đây chúng ta sẽ cập nhật người dùng. Trả ra chúng ta trường. Ta kiểm tra cơ sở dữ liệu. Đây, cập nhật người dùng admin. Tiếp theo đó là cập nhật người dùng. Thì mình xóa người dùng. Tiếp theo là chúng ta tới chức năng xóa người dùng. Đây chức năng xóa người dùng chúng ta sẽ truyền vào cái tài khoản. Ở đây chúng ta sẽ xóa người dùng có tài khoản là 05 đi. 05. Đây. Đây, xóa người dùng thành công, chúng ta check cơ sở dữ liệu. Tuấn Lộc 05. Đây, đã mất. Tiếp theo là quản lý phim, lấy danh sách banner. Quản lý phim, lấy danh sách. Trước tiên chúng ta sẽ sử dụng chức năng là thêm banner. Thì đây chúng ta sẽ thêm một cái banner ở cái mã phim là mã phim số 1. Phim không tồn tại mã phim. Như chúng ta đã xóa xóa mã phim phim đây mã phim số 2. Trước tiên chúng ta thêm phim đi, thêm một bộ phim mới. Venture YouTube. Chiếu 4 sao này. Đây, thêm thành công phim. Check cơ sở dữ liệu. Mã phim ID 3 thêm thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm banner. Thêm banner thì đây chúng ta sẽ thêm banner số 2. Là số 3 đi. Cho mã phim số 3.
check cơ sở dữ liệu. Mã banner, mã phim. Banner số 2. Lấy danh sách banner. Vậy chúng ta sẽ lấy danh sách banner. Nó sẽ lấy được chúng ta mã banner số 2, mã phim, hình ảnh. Lấy danh sách phim thì lấy danh sách phim phần trang. Lấy danh sách phim. Để chúng ta tìm một phim. Nếu chúng ta không tìm một tên phim thì sẽ lấy ra toàn bộ phim. Còn nếu chúng ta tìm một tên phim thì nó sẽ tìm kiếm, chỉ lấy ra tên có chứa từ khóa này thôi. Tiếp theo lấy danh sách phim phần trang. Lấy danh sách phim phần trang. Chúng ta cũng sẽ truyền vào lấy danh sách phim phần trang. Nó truyền vào số trang, số phần tử trên trang và tên phim thôi. Trả về chúng ta hai phần tử, số phần tử trên trang là một, trả về chúng ta một phần tử, một đối tượng. Tiếp theo là thêm phim ta đã demo rồi, cập nhật phim, bây giờ cập nhật phim và xóa phim, cập nhật phim, đây chính là cập nhật phim, chúng ta sẽ điền vào các trường. Để chúng ta sẽ cập nhật phim có mã phim là số 3. Số 3 mã phim. Mã phim số 3. Tên phim 03. Gửi. Chúng ta check cơ sở dữ liệu. Đây chúng ta đã thay đổi được, cập nhật được tên phim. Tiếp theo chức năng xóa phim. Xóa phim chúng ta sẽ truyền vào mã phim, ta truyền vào mã phim số 3. Đây, xóa thành công thì mã phim số 3 này sẽ mất. Tiếp theo là chức năng lấy thông tin phim. Lấy thông tin phim truyền vào cái mã phim số 2 thì sẽ trả về là mã phim, tên phim, trailer, hình ảnh, mô tả, ngày khai chiếu, đánh giá, hot đang chiếu, sắp chiếu. Đây là API lấy chi thông tin, lấy chi tiết phim, lấy thông tin chi tiết phim. Tiếp theo là lấy thông tin hệ thống rạp và lấy thông tin cụm rạp theo hệ thống. Lấy thông tin hệ thống rạp, lấy thông tin, trước tiên là đây là chức năng thêm hệ thống rạp, đây là chức năng phụ. Thêm hệ thống rạp. Ta có thể thêm hệ thống rạp. Chức năng là thêm cụm rạp. Chức năng là thêm rạp phim. Chức năng là thêm ghế. Chức năng lấy thông tin hệ thống rạp. Chúng ta lấy CCV nếu chúng ta không truyền vào. Thì sẽ lấy ra chúng ta toàn bộ danh sách hệ thống rạp. Còn đây là lấy thông tin cụm rạp theo hệ thống. Thì đây chúng ta sẽ lấy thông tin được cụm rạp theo hệ thống CCV. Thì đây sẽ trả về là danh sách rạp. Danh sách rạp theo cụm rạp. Rạp, rạp số 4. Mã cụm rạp. CCV, hệ thống rạp CCV, tên cụm rạp là CCV em Tân Phú, có danh sách các rạp. Để chức năng thêm ghế. Tiếp theo là chức năng tạo lịch chiếu. Thì đây chúng ta sẽ thêm vào đó là mã phim số 2, ngày giờ chiếu 03, mã rạp.
Giá vé 50. Đây, mã lịch chiếu, tàu lịch chiếu mới. Thì đây sẽ là lịch chiếu. Đây là dữ liệu chúng ta mới thêm vào. Tiếp theo là đặt vé. Chức năng đặt vé thì chúng ta sẽ cần là tài khoản lịch chiếu, mã lịch chiếu và mã ghế. Đây chúng ta sử dụng tài khoản chúng ta sử dụng tài khoản 99. Mã lịch chiếu, mã lịch chiếu là số 5 đi, mã lịch chiếu 5 và mã ghế là 12 đi. Đây xin trả về tài khoản, mã lịch chiếu và mã ghế. Đặt vé. Đây, tuấn ngọc 99, mã lịch chiếu, mã ghế. Tiếp theo là lấy danh sách phòng vé. Lấy danh sách phòng vé chúng ta phải truyền vào mã lịch chiếu. Nếu chúng ta không truyền thì sẽ báo mã lịch chiếu không hợp lệ. Truyền vào mã lịch chiếu. Thì đây mã lịch chiếu như chúng ta xóa rồi. Mã lịch chiếu chúng ta lấy là số 7 đi. Gửi. Thì nó sẽ trả ra chúng ta trường là mã lịch chiếu, mã rạp, mã phim, ngày giờ chiếu, giá vé và các và cái phim ở trong cái mã lịch chiếu này. Truyền vào phim và tên phim, truyền vào rạp phim, các rạp phim ở mã lịch chiếu đang chiếu cái phim này. Thì đó là toàn bộ API Booking Movie ở CyberShop. Thì lời cuối cùng em cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Sang đã chỉ dạy trong thời gian qua cũng như là sự hỗ trợ của ba mentor. Em xin cảm ơn ạ. À.